Trời ơi, cuốn nhầm con tôm các bạn. Con tôm Alaska nó độn vô trong. Cái gì đó. Đó tôi chơi rồi. Nha. Bữa nay là bà chè là bà là ông biết bò nhiều không số? Đây nè, thịt bò. Thịt heo. Đó, đặc biệt là có cá nục nữa các bạn. Cá nục nướng. Ba phát luôn. Đó. Cũng là cái bếp thần thánh của Điện Máy Xanh gửi tặng mình đây mọi người. Nè, đó. Đó. Bò. Đó, có cá vô ăn vô đỡ ngán rồi, bữa nay quên đó. Tôi quên là mình kêu mà chờ muốn cà tím mới quên. Ta thôi vậy đi. Thì thôi, cái thôi lỗi không có. Lỗi chưa sắc mà chè chưa sắc. Rồi để một mâm luôn, ấy một bếp nướng luôn các bạn. Nhưng mà bữa nay ông Thánh thì ông không có thích cá cá nục các bạn. Đó, hình như tâm chè nướng thì thôi. Rồi cái cuốn bánh tráng nè mọi người. Ha. Rồi cái mình dưới rau nè các bạn. Đó. Đó, mâm nè các bạn. Một mâm bún ông Thánh chập má lửa. Ông đang có phải bánh tráng rồi, nước chấm đây các bạn ơi. Mâm lạc. Rồi các bạn biết sao cái này là gì không? Đó, thịt bò. Thịt bò nướng mọi người ơi. Thịt bò nướng. Ơi, ông cháu yêu. Ông mới về vậy, cháu bưng tô cơm luôn hả? À mới về. Trời ơi. Thôi bữa nay ông cháu yêu về hơi sớm các bạn. Các bạn ơi, mới về cháu. À mới về, mời vô ăn bánh tráng cuốn lại với mấy chú cháu cho vui. Thịt bò nướng nè mọi người. Đây, thịt bò nướng đây. Đây là thịt heo nè. Ha. Đây là thịt bò. Rồi đây là cá nục. Trời, tôm chè phải cá nục lắm mọi người ơi, nó ngọt lắm, nướng nó ngọt lắm mọi người. Đó, vậy là chín rồi các bạn ơi. Ăn cho cháu yêu ơi. À, dạ. Rồi các bạn ăn các bạn ơi. Thôi tự làm đi. Thôi. Tự làm đi. Không, cháu yêu là cần chén nước chấm không? Lấy chén nước chấm gót ra. Dạ được rồi. Đó, tại vì ồ bữa nay là món này ngon rồi mọi người ơi. Đây mọi người ơi, đó ăn đi. Đó. Cái nục cuốn thì đã đó. Ngọt lắm nha mọi người. Rồi vô. Ông gà cháu yêu là không xuất hiện trên mạng các bạn. Cháu yêu mới đi làm. Dạ đi làm về trễ á. Ngày nay cũng thông cảm. Ngon. Bánh tráng này ngon nè em. Nó không về. Bánh tráng không về quá. Tôi nha. Bữa nay ăn bò nướng mọi người ơi. Đúng, ăn y như cá nục cũng đúng. Y như cá nục. Ăn luôn á trời. Tại sao ông Thánh vậy? Ơn nha, con thịt bò. Ông Thánh đâu rồi cá. Ăn y như thịt bò mà. Ừ, tiếp luôn. Cá còn nhiều. Thịt bò á, ăn vô nó hòa quyện với cái rau á. Rồi bánh chén á. Trời ơi này mà nãy để cá nục vô nữa đã. Nhất rồi, nhất 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 đại quá ông cháu ơi. Biết rồi không? Biết. Nó ngọt dữ lắm cháu ơi, nó ngon cực kỳ. Nóng hổi. Tại hồi nãy em thấy đâu biết cháu vậy. Chứ nước ít à. Chứ bà chè bà mua cái ký. Đã. Đó. Chè bà nuôi cái ký đâu biết cháu yêu về đâu, bữa nay cháu yêu bình thường chứ mà về trễ. Ồ, quá đã các bạn ơi. Quá ngon. Này cá nục các bạn, mà các bạn cũng ăn nha các bạn. Ủa không ăn cá nục luôn hả? Ăn luôn. Cái gì? Ăn thử à. Vô các bạn ơi, nó mặn một miếng nha. Thịt vô, thịt heo vô. Ông cháu yêu ăn đi nha, đừng mắc cỡ nha. Mẹ đất ơi, con cá nó còn sống mọi người ơi, nó nhảy một cái. Đó đã. Ngon. Có bữa ăn con gà thì con gà anh mất hai cái đùi nó chết. Nay con cá thì nó còn sống. Ngon. Cái nục này là biết gì không? Mà chè ba mua 10 ký luôn mọi người. Wow. Được. Nhiều trong, ký luôn. Không biết nhưng mà bà chè ba mua nguyên thùng luôn.
Đục này là nó là ngon. Đây các bạn biết không? Nè, ăn dấu yếu. Thấy cái độc không? Ừ. Nguyên con cá độc luôn nè mọi người. Nó u nu giống như con vợ trẻ của ông cháu yêu vậy. Nguyên vợ của ông cháu yêu là qua mùa giãn cách này là quá dữ lắm mà không chứ. Đầu quá rồi, bây giờ bà cháu ăn thấy nó vui ta. Vui không? Ừ. Quá nó vui. Nè, thịt bò nè, nước nè. Dấu. Nói chung là ông cháu yêu nè, chứ thịt bò đưa đây. Hả? Ừ. Ừ, cứ ăn vô. Ê, thích chuyện đó. Này, mẹ coi em ăn gì? Bà trẻ, nấu hả? Chứ không ăn này hả? Ồ, quá đã. Quá ngon mọi người ơi. Quá ngon, trời ơi, cải xanh mọi người. Đó. Ừ, rồi cá, trời ơi cá. Nguyên con à, nguyên con nha. Bò, nguyên miếng, đó. Đó, ăn là nguyên con. Mọi người, đã. Sướng quá. Quá sướng mọi người ơi. Khổng lồ. Khổng lồ rồi. Trời ơi, cuốn ngầm con tôm các bạn. Con tôm ba lá ca nó độn ở trong. Nó cay quá trời. Chết làm cho yêu ơi. Đó. Tôm ba lá ca nhỏ dữ vậy ra. Tôm ba lá ca. Cay quá, cay rồi gặp thêm là cải đó các bạn. Cải xanh nữa. Trời. Làm như bột tạc đây mọi người ơi. Hai thứ nó trộn là mà thứ gì chịu nổi à? Cái gì? Wow. Trời ơi cái mâm bún của ông. Con hấp nửa mâm rồi. Nãy bà mua 1kg đó. Tôi chưa ăn miếng nào. Thịt các bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn nha. Trời. Mình làm hết 1kg luôn. Hết luôn. Chú không cuốn miếng nào luôn. Tại vì một là thấy cháu thích ăn, thứ hai là chú biết không, chú cũng thích thịt không à, chứ không thích bún. Đúng rồi, thích thịt với rau phải không? Ừ. Rồi, có thằng cháu rồi thích bún. Còn không? Thích bún mà. Đúng rồi con. Thịt heo phải không? Bò không? Ăn luôn, ăn đi. Rồi ông cháu yêu sao? Ông cháu già sao? No hả? Rồi. Rồi ngồi ăn chơi, cuốn chơi. Có chán không? Ăn gì ít vậy? Sao vợ, có vợ trẻ sao ăn ít vậy? Tôi mà có vợ trẻ như ông mà tôi ăn suốt ngày luôn. Không gặp các bạn ông... Ông giận các bạn cái gì mà không gặp đi. Như vậy các bạn hỏi sao tôi giận ông hay gì, giận cái gì thì thằng cháu nó. Không có. Thằng sao, nói tôi nghe coi. Nói cho các bạn nghe coi. Các bạn ơi, không phải là giận chú lại gì mà đi làm ca về chảy các bạn còn cái ăn cơm mình làm nữa các bạn. Cái đi các đi. Các bạn không cảm giùm nha. Chú quay sớm hả? Chưa gì chưa về là vừa tới là chú quay rồi. Dạ. Thấy không? Bữa nay hên là gặp bữa các bạn ơi. Giống như bữa gặp bác Thế vậy đó các bạn. Rồi cháu yêu ăn đi. Đó, hết chưa? Dạ hết rồi. Hết hả? Chào các bạn nha. À, chào nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, thôi vậy các bạn cho yêu nha. À. Mời mọi người nha. Mời mọi người luôn nha. Theo. Nãy là tính đâu cá biển ngon. Ê, tính đâu thịt bò ngon. Nhưng mà cuối cùng là cá biển ngon nhất mọi người. Nó mềm, nó thơm, nó ngọt. Thịt bò hôm nay sợ cái biển không chín nướng quá trời giờ thịt bò nó hơi dai. Ngon nha các bạn mà hơi dai ngon. Hôm nay bánh tráng này là em mua 100 cái hả? Ba ký hả? Ký là nhiêu? Ừ.
làm miếng nước các bạn ơi. Cái này cũng gần hết rau hả? Hồi nãy trúng con tôm Alaska cay quá các bạn ơi. Nó giờ mình làm với rau bãi xanh mọi người nè. Yeah. Hết ấy rồi, hết chân cái nục. Cái nục ông chú yêu ông khoái quá chết cha. Cái nục ông chú yêu ông khoái quá, ông làm hết hai con. Cái nục ngọt lắm mọi người, ngon hơn là thịt này nữa đó. Chào chú. Có thiếu ăn cơm nha. Thấy múc nấu nguyên nồi cơm kìa. Thấy múc nấu nguyên nồi cơm. Đâu bụng không? Thôi vừa, vừa no à. Ăn chút đi kiếm tiền nữa. Tiền lắm các bạn. Bây giờ bà chả làm được chả là đúng rồi. Chị ạ. Chị là không giờ cho làm. Đó, nhà chả làm cameraman đó với nội chả. Thịt bò với cá. Vậy là các bạn phải để cá trước. Rồi để thịt bò sau. Để lượt về là bị dây nha. Rồi con, ăn miếng heo đi. Cá gì. Thôi, mới sáng còn quá trời bánh tráng. Thôi nhưng mà giờ anh chè là làm cuốn này nó hết mồi rồi mọi người. Đó. Vừa miệng rồi. Trời ơi trời. Mần hết. Mần hết luôn. Mần hết luôn ý. Để chí. Trời ơi. Ăn hết. Ăn cho hết. Ý mới để cho còn. Ăn cho hết chứ. Nghe không? Đó. Đây. Miếng thịt heo. Miếng thịt bò. Cháu yêu ăn nữa không con? Hả? Ăn nữa không? Cái trên no chưa? À vừa no rồi anh ơi. Rồi ha, rồi vậy chú cuốn luôn nha. Chú cuốn luôn. Đảo. Mời các bạn nha. Trời ơi cái này mà có ốc. Ốc nữa các bạn. Đặt bằng bè thèm dữ lắm. Lễ rồi chấp cuốn. Đấy ngu. Mời các bạn nha. Theo các bạn ơi, còn có miếng nữa hết luôn rồi các bạn ơi. Nó không như miếng gì mà cho cái này miếng trước rồi này. Cái lục ngọt thôi. Ngọt quá mọi người ơi. Hết rồi các bạn ơi. Ok vậy. Còn miếng là các bạn ơi. Đấy. Xong mọi người. Vậy là cảm ơn các bạn đã thích video này nha. Tâm chè gà tánh rồm xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ rung chuông nha mọi người. Bye bye.